Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Và trong cái video ngày hôm nay thì Sơn sẽ quay và review cho các bác về một tấm sập sập liền, sập rời, hai tấm gỗ cẩm hồng. Thực ra cái bộ sập này ngày hôm trước thì cũng có một cái video về hình thô rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi hoàn thiện xong thì tấm sập đã rất là đẹp. Và tấm sập này Sơn sẽ gửi xuống Bình Phước để dành cho bạn một người bác ở dưới Bình Phước. Và bộ sập này thì các bác nhìn vào đảm bảo chắc chắn là sẽ rất là mê. Bởi vì thứ nhất vân đẹp, thứ hai liền lạc, không lỗi, không tì vết, không nứt, không lỗi gì hết, vô cùng tuyệt vời. Vậy thì các bác hãy cùng đón xem hết cái video, chia sẻ thêm với các bác nhiều điều về gỗ cẩm hồng cũng như là sập chiếu ngựa cẩm hồng. Xin mời các bác. Trước màn hình của các bác đây là bộ sập chiếu ngựa gỗ cẩm hồng nguyên khối tự nhiên 100% các bác nhé, tự nhiên 100%. Bộ này thì tuyệt vời nhất của nó thì có hai điểm cần phải lưu ý. Thứ nhất là không lỗi, không tì vết. Thứ hai là vân cực kỳ đẹp luôn. Vân gỗ cẩm hồng như vậy là quá xuất sắc. Các bác nhìn này. Đầu tiên thì cho bác chiêm ngưỡng một vòng về cái bộ vân của nó trước. Các bác nhìn thấy không? Quay chi tiết từng bước cho các bác này. Sau đó tí nữa thì Sơn sẽ chia sẻ tiếp về các dòng vân ở trong bộ sập gỗ này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Quay tổng thể lại cho các bác xem nhá. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, vân. Đấy. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Vân là thứ nhất là vân núi. Các bác để ý thấy không ạ? Vân núi này này, đây một quả núi này. Đấy, 2 này, 3 này, vân núi rất nhiều ở đoạn kia, có vân núi xếp núi chồng lên nhau. Tiếp theo là có cả vân chun. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Vân chun nó xoáy này, vân chun nó xoắn ở chỗ này. Đấy, đây vân chun. Một vài cái điểm vân vệt vân ở đây nữa cũng rất là đẹp được các bác. Khi mà ở trong cùng một tấm sập ấy, nó có nhiều các loại vân như vậy thì lên sập nó rất là đẹp. Các bác này để ý phòng những cái sản phẩm như thế này, nếu mà trưng ở trong phòng khách có một cái bộ như thế này thì vô cùng là thật sự là đúng phải gọi là mát mặt các bác ạ. Bộ này nếu mà để ở phòng khách chắc chắn là các vị khách đến chơi hay là khách hàng, nếu các bác là người kinh doanh hay nếu các bác là mời các bác bạn bè đến nhậu thì cũng quá nhiều việc để, quá nhiều chuyện để nói về cái bộ sập này, đúng không ạ? Đấy, quay tứ diện các bác này. Đấy. Đẹp. Nước thì rất là mịn rồi. Ui, sờ tay rất là mát tay rồi các bác. Đấy. Rất mát tay. Đấy, hai đầu liên lạc, không lỗi không tí vết gì hết. Đẹp. Rồi, thì bây giờ Sơn sẽ đi vào quay và Sơn sẽ đo kích thước để cho các bác cùng theo dõi cái kích thước của nó nhé. Kích thước đầu tiên thì Sơn sẽ đo cái chiều rộng của nó trước các bác nhé. Chiều rộng là đúng 95,5 phân. 95,5 phân các bác. Tấm bên này cũng là 95,5. Hai tấm bằng nhau không lệch một ly. Tiếp theo là đến chiều dài của nó, 3m23 các bác ạ. 3m23 rơi vào đúng cái gọi là quý tử đại cát hỷ sự. Quý tử đại cát hỷ sự dài 17 phân thì đại cát tài vượng các bác. Đây, quay cho các bác xem đây nhá. 17 phân nhá, 17 phân thì nó sẽ rơi vào đại cát và tài vượng. Các bác không biết nhìn thấy rõ không ra? Đấy, các bác nhìn thấy rõ đại cát và tài vượng này. Sau đó thì mình đến phần 95 phân. 95 phân cũng rơi vào phần tài vượng này, lợi ích này. Đại cát tài vượng lợi ích này. 95 phân thì được một nửa. Đấy. Còn 3m23 thuận hòa tài lộc tiến bảo thêm phúc. Thuận khoa. Ồ, cái này thuận khoa tài lộc là chắc chắn là hút thú tài lộc vào nhà rồi này. Tiến bảo. Thì cái này tiến thì có lẽ là đi về phía trước rồi, bảo thì có lẽ là bảo vật. Thì có thể là tiến gần đến bảo vật kiểu vậy. Thuận khoa thì tức là thuận buồm xuôi gió rồi. Khoa là thi khoa rồi. Có khả năng là về cái việc đó là
chúng ta cũng có may mắn trong việc con cháu thi cử đấy, rồi thêm phúc tiến bảo đấy, thì những cái bộ sập mà tất cả tứ mặt đều đẹp và tứ mặt đều đúng số đẹp cũng như là đúng tài vận, đúng số đại cát đại lợi như thế này thì nó sẽ mang lại cái may mắn cho gia đình này, nó mang lại sức khỏe cho gia đình này, nó mang lại tài lộc này, nó mang lại sự may mắn thuận buồm xuôi gió, thuận lợi rất là tuyệt vời. Đối với những bộ sập như thế này thì chúng ta vừa được sử dụng này, chúng ta vừa có thêm may mắn thuận lợi này, chúng ta vừa hãnh diện, chúng ta vừa rất là, nói chung là quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời với một cái bộ sập như này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì bây giờ còn cái phần chân thì Sơn quay luôn cho bác cái phần chân của bộ này. Chân ý là chân nguyên khối 100% các bác nhé, 100% nguyên một cục gỗ luôn. Đo cái chân các bác này, dân là 39, các bác thấy không ạ? Chân là 39, dày 14 phân, dày 39 dày 14 cũng là đẹp luôn các bác nhìn này. À, chân thì cũng chưa đẹp lắm, chân thì chưa đẹp lắm, 39 thử xem 39 đẹp không. 39 thì đăng khoa tài trí rồi, tài đức rồi, rất là đẹp rồi, được cái con 39 này là đẹp rồi này. Dày thì cái này cũng không phải mặt cái này đi, cái chiều dày của nó chiều này thì cũng không phải là chiều mặt tiền, chiều này mặt dấu, quan trọng là mặt này đẹp. Đấy, thì nó cũng là số đẹp luôn, rơi vào toàn bộ là số đẹp. Và vậy thì chúc mừng bác khách đã nhận được cái bộ sập rất là đẹp này. Và nếu mà các bác đang xem cảm thấy bộ sập đẹp thì hãy comment ở bên dưới. Bọc cái giấy này vào này các bác, bọc cái giấy bóng này vào để tránh trường hợp bụi nó vào đây, với cả mấy cái cát này này, cát này nếu mà nó lọt vào đây là nó làm xước cái mặt sập, nhưng mà khi mà mình bọc cái này rồi thì nó kín luôn, nó kín và nó không bị vào cát nữa. Ủng hộ cho Sơn bằng một comment và một nút like, nếu có thể thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Ngọc Sơn và nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.